Hello hello, xin chào tất cả các bạn nha. Ui các bạn ơi, hôm nay ở đây chúng mình có rất là nhiều những chiếc chậu. Trong những chiếc chậu này có rất là nhiều những món đồ chơi mới. Bây giờ mình xin mời các bạn cùng mình đi khám phá những món đồ chơi đấy nha. Ui, đầu tiên là mình sẽ lật chiếc thúng này ra nha các bạn ơi. Wow, 1, 2, 3 nào. Wow, các bạn ơi. Ui, bên trong mình có rất là nhiều những chiếc xe xúc lật này. Wow, giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe xúc lật màu vàng nha. Ui, một chiếc xe xúc lật màu vàng rất là đẹp đấy các bạn ơi. Wow, cái gầu súp rất là to này, ui rất là xịn nha các bạn nha. Wow, tiếp theo là một chiếc xe xúc lật đầu khủng long này các bạn ơi, ui một chiếc xe xúc lật đầu khủng long rất là đẹp đấy các bạn ơi, ui màu xanh lá cây nha, ok, ui đây có một chiếc xe xúc lật chắc này các bạn ơi, wow một chiếc xe chắc rất là đẹp này, ui. À các bạn thấy không, gầu súp màu đỏ này rất là to đấy các bạn ơi, ui rất là xịn nha, ok chiếc xe xúc lật à, chiếc xe xúc lật con à, ui xúc được luôn nha các bạn ơi, một chiếc xe xúc lật rất là to rất là khỏe luôn, ui bay luôn nha, ok các bạn ơi. Wow, giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe xúc lật màu xanh nước biển nha. Wow, rất là to, rất là xịn đây các bạn ơi. Bốn chiếc bánh rất là to này. Ui, in, wow, bánh quay tít luôn nha. Ui, bây giờ mình sẽ cho chiếc xe di chuyển nào. In, rất là xịn nha. Wow, còn đây là một chiếc xe xúc lật màu vàng này các bạn ơi. Ui, rất là to luôn nha. Một chiếc xe xúc lật siêu to khổng lồ luôn các bạn ơi. Ui, bên trong cabin có một chiếc ghế này các bạn ơi. Đây là phía sau động cơ máy này. Bốn cái bánh màu đen rất là to này các bạn ơi. Wow, đây là cái gầu này các bạn ơi. Gầu xúc ấy. Ui, húc bay luôn chiếc xe xúc lật này. Wow, rất là khỏe nha các bạn ơi. Ui, chiếc xe xúc lật rất là to, rất là khỏe luôn. Wow, đây là một chiếc xe xúc lật màu đỏ nữa nha các bạn ơi. Một chiếc xe xúc lật màu đỏ di chuyển nào. Ok nha các bạn ơi. Ui, mình còn rất là nhiều chiếc chậu này. Bây giờ mình sẽ lật chiếc chậu này ra nha các bạn ơi. Wow, 1, 2, 3 nào. Wow, ui, rất là nhiều những chiếc xe ben này các bạn ơi. Wow, rất là nhiều xe ben luôn nha. Ui, đầu tiên là một chiếc xe ben màu vàng này các bạn ơi. Ui, rất là đẹp luôn nha. Thùng rất là to này, rất là sâu này. Ui, chiếc xe đã di chuyển rồi nha. Ai, giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe xúc máy chiếc xe ben này các bạn ơi. Một chiếc xe ben đầu khủng long này. Wow, rất là đẹp luôn nha. Một chiếc xe ben đầu khủng long màu cam đấy. Ui, động cơ rất là khỏe luôn nha các bạn nha. Còn đây là một chiếc xe ben màu xanh nước biển đấy các bạn ơi. Wow, chiếc xe đang trôi. Ui, chiếc xe đang trôi các bạn ơi. Wow, rất là đẹp luôn nha. Win. Wow, giới thiệu với bạn, đây là một chiếc xe ben nhá. Win. Một chiếc xe thùng ben đấy các bạn ơi. Rất là to luôn. Wow, bốn cái bánh màu lâu ạ. Ui, đang quay rất là đẹp đấy các bạn ơi. Ui, bốn chiếc bánh màu lâu đang quay rất là đẹp luôn nhá. Cái thùng màu xanh lá cây đấy các bạn ơi. Wow, có cả lắp mở ra này. Ui, rất là xịn sò luôn. Wow, lên ben nào. Win. Wow, rất là xịn nha các bạn ạ. Ui, bên kia lại có một chiếc bánh màu vàng đấy các bạn ơi. Wow, rất là xịn sò luôn. Ui, chiếc bánh đang quay nhá. Win. Ok. Ui, giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe ben địa hình này. Wow, một chiếc xe ben địa hình rất là đẹp đấy các bạn ơi. Màu xanh nước biển, bốn cái bánh như màu vàng này. Cái thùng màu vàng đấy các bạn ơi. Ui, rất là đẹp luôn nha. Ui, win. Wow, các bạn thấy không, động cơ rất là khỏe, kêu rất là to luôn. Rất là xịn luôn nha. Còn đây là một chiếc xe ben siêu to khổng lồ đấy các bạn ơi. Wow, chiếc xe này có cái thùng màu xanh lá cây rất là to và dài luôn các bạn ơi. Ui, rất là dài luôn nha. Có thể chở được một chiếc xe xúc lật này. Wow, một chiếc xe xúc lật rất là to mà vẫn vừa nha các bạn ơi. Ui, ok, chiếc xe di chuyển nào. Ui, rất là nhiều những chiếc xe ben luôn nha. Ui, đây là một chiếc xe ben đầu khủng long này các bạn ơi. Wow, một chiếc xe ben đầu khủng long màu lâu nhá. Ui, cái đầu khủng long thì màu vàng này các bạn ơi. Bốn cái bánh màu đen này. Ui, phía dưới là gầm ấy. Ui, các bạn thấy không, húc luôn được chiếc xe ben đằng trước luôn nhá. Rất là xịn luôn. Wow, còn đây là một chiếc xe ben màu vàng này các bạn ơi. Có cái thùng màu xanh lá cây này. Ui, có cái nắp cabin thì màu cam này. Rất là đẹp luôn. Ui, rất là đẹp luôn. Rồi, ok các bạn ơi. Tiếp tục mình sẽ mở chiếc chậu này nhá. Nào, 1, 2, 3 nào. Wow,
Bên trong rất là nhiều những chiếc xe máy xúc cát này các bạn ơi. Wow. Một chiếc xe màu vàng siêu to này các bạn ơi. Rất là đẹp luôn. Wow, cái gầu xúc thì màu đen này các bạn ơi. Bốn cái bánh thì màu đen rất là to này. Wow, ui, quay được nha các bạn ơi. Chiếc máy xúc đang quay à. Wow, quay vòng tròn luôn này. Xúc cát nào. Rất là xịn luôn nha. Một chiếc máy xúc màu vàng, bốn cái bánh màu đen rất là to luôn nha. Chiếc xe đi chuyển nào. Ôi, lùi được luôn này các bạn ơi. Wow. Một chiếc máy xúc rất là đẹp nha. Ôi, tiếp theo là một chiếc máy xúc màu vàng rất là nhỏ này các bạn ơi. Rất là nhỏ, rất là đáng yêu nha. Rất là đẹp luôn các bạn ơi. Xúc cát nào. Wow, một chiếc máy xúc màu vàng mini nha. Mình sẽ cho chiếc xe di chuyển nào. Ok. Ôi, giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe máy xúc màu xanh à. Wow, có cái gầu xúc cát màu trắng này các bạn ơi. Ui, múc cá nào. Rất là đẹp luôn các bạn nha. Ui, chiếc xe máy xúc này có cả mặt cười này. Rất là đẹp, đáng yêu các bạn nha. Ui, ok, chiếc xe di chuyển nào. Wow, còn đây là một chiếc xe máy xúc màu vàng này các bạn ơi. Ui, rất là đẹp luôn. Wow, cái cần cẩu máy xúc thì siêu to này. Ui, cái gầu cũng rất là to luôn các bạn ơi. À, múc cá nào. Ui, ở đây có cái con gì đang bò này các bạn ơi. Này, múc luôn nha. Rất là xịn luôn. Một chiếc máy xúc màu vàng nha. Ui, tiếp theo là một chiếc máy xúc màu vàng nữa này các bạn ơi. Wow, chiếc xe máy xúc này rất là mới này các bạn ơi. Ui, các bạn thấy không, rất là bóng luôn nha. Một chiếc xe máy xúc rất là đẹp luôn các bạn này. Ui, bên trong cabin có một chiếc ghế để ngồi điều khiển đấy. Wow, đây là cái cabin xe để lái xe đấy các bạn ơi. Ui, wow, động cơ rất là khỏe, bánh quay rất tít luôn này các bạn này. Wow, các bạn thấy không, bánh quay rất tít luôn nha. Ui, bây giờ mình sẽ cho chiếc xe này neo dốc, xem chiếc xe này neo dốc được không các bạn ạ. Wow, leo được lên dốc luôn các bạn nha. Một chiếc xe có động cơ rất là khỏe luôn các bạn ơi. Ui, ở đây thì mình có một chiếc xe máy xúc đầu khủng long à. Ui, cái gầu xúc nhỏ nhắn xinh xắn quá này các bạn ơi. Wow, một chiếc xe máy xúc đầu khủng long nha. Ui, ba sừng luôn này các bạn ơi. Wow, màu xanh lá cây rất là đẹp nha. Ok, chiếc xe di chuyển nào. Ui, các bạn thấy không, chiếc xe động cơ rất là khỏe, neo dốc rất là xa luôn nha. Đây là một chiếc xe đầu khủng long này các bạn ơi. Một chiếc xe máy xúc đầu khủng long màu xanh này. Ôi, có cái cần cẩu máy xúc màu vàng cam này các bạn ơi. Wow, rất là đẹp luôn. Ui, khủng long ba sừng này. 1, 2, 3 sừng luôn nha. Wow, cái mồm rất là to này, rất nhiều răng sắc nhọn luôn nha. Ui, các bạn ơi, động cơ rất là khỏe luôn. Wow, mình sẽ cho chiếc xe chạy thử lại này. Wow. Ui, rất là khỏe luôn các bạn ơi. Một chiếc xe ben máy xúc đầu khủng long nha. Nào, tiếp tục mở cái chậu này các bạn nha. 1, 2, 3. Wow, bên trong có rất là nhiều những chiếc xe cần cẩu này các bạn ơi. Ui, ở đây thì có một chiếc xe cần cẩu đầu khủng long à. Wow, rất là đẹp luôn các bạn ơi. Chiếc xe đầu khủng long màu xanh nhá. Ui, đầu khủng long màu vàng, cái sừng màu xanh nước biển này. Wow, cái cần cẩu màu xanh nước biển này các bạn ơi. Rất là đẹp luôn nha. Ui, có thể quay được vòng tròn luôn này. Ui, rất là xịn luôn nha. Thì bây giờ mình sẽ móc chiếc xe này, mình cẩu ra đây nha. Một chiếc xe cần cẩu màu xanh lá cây này. Wow, rất là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn các bạn ơi. Ui, cái đầu màu vàng này các bạn ơi. Rất là xịn sò luôn nha. Wow, còn đây là một chiếc xe cần cẩu màu vàng này các bạn ơi. Wow, cần cẩu rất là dài này. Ui, rất là dài luôn các bạn ơi. Wow, quay nào. Ui, quay được vòng tròn luôn các bạn ơi. Wow, một chiếc xe cần cẩu màu vàng đẹp quá các bạn ạ. Ui, bên trong có cabin này. Ui, ghế ngồi lái màu đen này. Sẽ cẩu chiếc xe cần cẩu lên nhá. Ui, mình sẽ móc ở đây. Ui, móc bé quá, khó cẩu quá các bạn ơi. Ui, mình sẽ móc ở bánh nhá. Ui, chiếc xe đã di chuyển rồi. Wow, còn đây là một chiếc xe cần cẩu địa hình này các bạn ơi. Chiếc xe cần cẩu địa hình rất là nhiều màu sắc này. Wow, cái cần cẩu màu vàng này, cabin màu đỏ này các bạn ơi. Ui, bốn cái bánh như màu xanh nước biển này, rất là đẹp luôn nha. Ui, động cơ rất là khỏe luôn các bạn ơi. Wow,
Bánh quay rất là tít này. Ui, rất là xịn luôn. Ui, chiếc xe đã di chuyển rồi. Wow, di chuyển tít vào trong rồi các bạn ơi. Rất là xịn luôn nhá. Đây là một chiếc xe cần cẩu siêu to này các bạn ơi. Ui, bốn cái bánh rất là to này. Wow, bốn cái bánh màu đen rất là to này các bạn ơi. Ui, chiếc xe đang di chuyển này. Wow. Wow, các bạn ơi, chiếc xe chạy rất là xa luôn. Chạy rất là xa luôn các bạn ơi. Ui, còn đây có một cái chậu màu đỏ to quá này các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ lật chiếc chậu này ra nhá. Ui, wow, các bạn ơi. Bên trong có rất là nhiều những chiếc xe lồng này. Ui, đây là một chiếc xe lồng đầu khủng long này các bạn ơi. Wow, bên trong có một chú khủng long Godzilla này. Ui, chú khủng long này đang nằm ăn cây hay sao các bạn ơi. Mình sẽ mở chiếc lồng này ra nhá. Ui, một chiếc lồng rất là to này các bạn này. Ui, một chú khủng long Godzilla đấy. Ui, đây rồi, mình sẽ mở lắp rồi nha. Ok, bây giờ mình sẽ cho chiếc chú khủng long này ra nhá. Wow, giới thiệu với các bạn, đây là một chú khủng long Godzilla này. Ui, một chú khủng long Godzilla rất là to này. Rất là nhiều những cái răng sắc nhọn này các bạn ơi. Và đây là một cái cây dừa này. Ui, một cái cây dừa rất là đẹp nhá. Ok, một chiếc xe lồng đầu khủng long này các bạn ơi. Ui, chiếc lồng, xe lồng di chuyển nào. Ở đây còn rất là nhiều những chiếc xe lồng nữa này các bạn ơi. Huy, đây là một chiếc xe lồng chở một chú bò sữa này các bạn ơi. Wow, chú bò sữa rất là to này. Huy, cái lồng màu cam này, cabin thì màu xanh lá cây này các bạn ơi. Và bên trong có hai chiếc ghế rất là to này. Huy, chiếc xe lồng đã di chuyển rồi nhá. Huy các bạn ơi, tiếp theo là một chiếc xe lồng siêu to này. Huy, bên trong có hai con gì to quá này các bạn ơi. Wow, hai chú voi này. Hai chú voi rất là to này các bạn ơi. Ui, voi rất là dài nha. Hai cái ngà rất là dài này các bạn ơi. Hai chú voi đang nằm ngủ ấy. Ui, chiếc xe lồng đã di chuyển rồi các bạn nha. Đây là một chiếc xe lồng. Ui, siêu to khổng lồ các bạn ơi. Wow, bên trong chở một quả trứng rồi. Ui, quả trứng rất là to này các bạn ơi. Wow, bên trong có rất là nhiều những con vật này. Bây giờ mình mời các bạn cùng khám phá từng con vật cùng mình nha. Rất là nhiều con vật luôn các bạn ơi. Wow, đầu tiên là một con rắn này các bạn ơi. Ui, một con rắn rất là to là dài này các bạn ơi. Ui, rất là nhiều khoang này. Ui, khoang vàng, khoang đỏ, khoang đen này. Ui, con rắn rất là dài, rất là đáng sợ này. Ui, đây là cái lọc độc rồi các bạn ơi. Ui, cái lọc độc rất là dài luôn nha. Wow, tiếp theo là một chú nhện này các bạn ơi. Một chú nhện rất là to này. Wow, rất là to này. Một chú nhện siêu to khổng lồ luôn các bạn ơi. Rất là nhiều những cái chân rất là dài nha. Ui, chú nhện di chuyển nào. Ui, trèo lên chiếc xe ben luôn. Wow, một chú nhện rất là to nha. Còn đây là một cái cây dừa này các bạn ơi. Ui, cây dừa sẽ đứng ở đây nhá. Wow, còn đây là một con gì đây, màu xanh này các bạn ơi. Wow, một chú cào cào nhá, một chú cào cào rất là to này. Ui, cào cào đi ăn cỏ nào các bạn ơi. Ui, cào cào rất là to, đang đói bụng đấy. Hay ở đây mình phát hiện có một cái cây này. Ui, ra đây để ăn lá thôi. Ôi, ok nhá các bạn ơi. Wow, tiếp theo là một chú ếch này các bạn ơi. Một chú ếch ương à. Ai, một chú ếch ương rất là đẹp luôn nha. Ui, nhảy nào. Ui, nhảy đi tìm mồi thôi nào. Ui, một chú ếch rất là đẹp nha các bạn nhá. Đây, tiếp theo là một chú gì đây? Wow, là một chú bọ cánh cứng nha các bạn ơi. Ui, chú bọ cánh cứng này có 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái chân này các bạn ơi. Wow, chú bọ này có cái sừng rất là dài này. Ui, chú bọ đi chuyển đi chơi thế nào các bạn ơi. Ui, thích quá. Ui, được ra ngoài đi chơi thích quá các bạn ơi. Ai, mình sẽ đứng ở đây nhá. Thì tiếp theo là một chú ong vàng này các bạn ơi. Wow, một chú ong vàng có cái cánh màu xanh lá cây rất là to. Huy, bay đi tìm mật thôi nào. Huy, bay đi tìm hoa nào các bạn ơi. Huy, rất là thích. Hôm nay được ra ngoài chơi thích quá các bạn ơi. Huy, thích quá. Tiếp theo là một chú ếch này các bạn ơi. Wow, một chú ếch rất là to này. Ui, chú ếch đi tìm mồi nào. Ui, ếch ộp. Ui, ở đây có nhiều các bạn quá. Mình sẽ đứng ở đây chờ các bạn ra cùng chơi nhá. Wow, tiếp theo là một chú gì đây các bạn ơi. Wow, đây là một chú ong nữa này các bạn ơi. Wow, một chú ong màu hồng rất là đẹp luôn. Ui, ong đi tìm phấn hoa thôi nào. Wow, được ra ngoài bay chơi thích quá các bạn ơi. Ui, mình sẽ dừng ở đây nhá.